Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu bác mẫu xe đạp đua Fuji Philips 3.0, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật, thương hiệu Fuji, tượng trưng cho cái đỉnh núi Phú Sĩ của Nhật đấy. Và xe thì được sử dụng bộ khung nhôm và một set bộ và group chuyển động Shimano Tiagra, rất là đẹp. Em về tông màu xanh cửu long pha với cả màu xám xanh đấy, rất là đẹp. Thương hiệu Fuji, một thương hiệu mà rất là nổi tiếng của Nhật. Sơn si thì như các bác thấy trên hình còn tương đối đẹp, chỉ có là xuất hiện những cái vết xước nhỏ do quá trình sử dụng và là xe bãi không thể tránh khỏi. Đây, còn tổng thể xe như màu sắc sơn thì còn rất là mới, khung nhôm sử dụng full một set group của Shimano Tiagra với 10 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 20 tốc độ khác nhau. Tất cả chi tiết phụ tùng trên xe đều là nguyên zin hết 100% các bác nhé. Vài nhà Vera Cosa cũng là nguyên zin theo xe luôn. Máy chạy bạc đạn, máy được sử dụng là bạc đạn. Phanh 3 mảnh Techo. Rất là đẹp, một chiếc xe khung dáng cực kỳ đẹp, càng lại được sử dụng là càng carbon các bác nhé. Em để hơi bụi đi. Càng carbon, nhôm càng carbon. Đấy, và trên vi đông, vi đông của Ford là Fuji nguyên zin này, được sử dụng bộ tay lắc cũng là Tiagra. Tiagra 10 speed, bên này double, tương ứng 10 lip 2 đĩa. Bánh trước cũng Vera Cosa theo xe luôn, bánh cũng là bạc đạn. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Thì xe vừa các bác đi từ khoảng 64-65 đến 74-75 đi ở phù hợp. Chuyển động full tia vào ra 10 lít 2 đĩa, rất mượt các bác nhìn trên hình. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.